Và bình thường Xuân Thanh hơi thiếu phương án, hơi thiếu giải pháp cho những pha tấn công trực diện của mình. Xuân Thanh đường vào quá sâu của Xuân Mạnh. Ở những phút vừa qua của hiệp hai, đội tuyển các tuyển quốc gia thứ nhất đã chơi với một đội hình trời mưa rất là to.